lấy cái chai nước chưa? Đây đó, đây. Đây đây đây. Đây đây đây. Let's go. Let's go. Không có bấm quay. Đừng quay. Quay một uống. Anh không quay trứng cút của tôi. Anh quay này. Không dám quay trứng cút của tôi. Đụng nó đi qua cà nhúng đường chiêu dã man. Bé. Sâu. Đường đàng hoàng. Ừ. Đồ hồi rồi la mệt nha, đi. Không có ai bồng đâu nha. Wow, đã nha. Xu đi từ từ té nha Xu nha. Không có chen lớn nha. Đi theo bắt tôm. Rồi đi đi. Cái bãi này mà mùa nước là chắc nó đẹp lắm nè. Yeah. Bãi này cũng phải cỡ Thác Mai á anh ha. Đẹp đó. Em mượn 5 phút.
Đâu, Su, Su chạy ra Su. Lười quá mày. Đâu, rồi làm cho chúng mình xem coi. Đi bên này, đi bên này. Đi vô rồi. Trời ơi, người ta cúng bỏ cái này lên xem. Thả tay, thả tay. Ôi dạ, cúng hả? Cúng. Trời đừng, em bóc ăn luôn. Đó, trời đó ơi. Chú, chị cũng nghĩ vậy mà. Qua đây ngồi, đây bắt mày cho. Wow. Không được ngắt. Không được ngắt cô nha. Không được ngắt nha. Mấy con thích thì ngắt rồi lấy kéo rồi đi cắt nha. Ngoài đó là để trưng bày cho đẹp á. Cứ màu đỏ là ngon à. Không phải. Không. Rồi. Không, đưa cô Vi đưa vô. Rồi. Chú ơi. Chú ơi. Mất chỉ cho cái leo leo anh đó. Đây. Ba tôm. Đây ba cái. Đó con cắt cho ba tôm, để con cắt cho. Ba rổ của mình chỉ mới hai cái thôi. Đây là cắt con này được. Cắt này thôi. Chú ơi, xả vô rổ đi. Rồi bỏ vô rổ. Đưa cho em bỏ nha, đưa cho em. Đây con đi bộ về đi. Tại mọi người đang đi chút mà. Cái chỗ này mình quay lên. Su đi từ từ Su, đợi chú với mình. Ok. Từ từ. Nè, bác nói sao? Cảm ơn bác Tùng. Không, cảm ơn trời ơi, đi không? Cảm ơn bác ơi. Bác Tùng, bác nói đi, em nói nhanh đó không nghe. Bác nói.
Ngon không Su? Ngon không? Đây không ở đây à. Su cảm ơn cậu hỏi chưa? Cảm ơn cậu hỏi. Con cảm ơn cậu hỏi. Đây. Con cảm ơn chú luôn. Cảm ơn cậu hỏi. Chú.